Chào các bạn, quay lại cho cái tôn Jet Ski phần 2. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi cái con tiếp theo, Jet Ski tiếp theo, đó chính là Melon Tyrus. Bắt đầu. Màn số 5. Đến màn thứ 7 rồi, chế độ bắn đại tông. Hãy
Bàn thứ 9, bàn thứ 8. Bàn thứ 9. Còn một màn cuối cùng nữa thôi. Hả? Thì chúng ta sẽ kết thúc tập tới đây. Nhớ làm ra kỳ kỳ của mình. Bây giờ là clip tiếp theo nhé. Xin chào mọi người đến trên tập tiếp theo. Tạm biệt.